Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào thi đua làm kinh tế giỏi trong lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Nghi Xuân phát triển mạnh, tạo sức lan tỏa rộng. Được hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, nhiều thanh niên nông thôn đã lập nghiệp thành công, đem lại thu nhập cao, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng của anh Lê Văn Toàn, thị trấn Xuân An là một ví dụ. Anh Lê Văn Toàn sinh năm 1985 ở tổ dân phố 11 thị trấn Xuân An, là thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm. Từ sự khéo léo, sáng tạo, Toàn đã phát huy thế mạnh bản thân, làm giàu từ nghề mộc truyền thống của gia đình và còn tiếp lửa cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế ngay tại quê hương mình. Tôi xác định lập nghiệp tại địa phương, thứ nhất, kinh tế phát triển, hai là muốn giữ vững ngành truyền thống của cha ông để lại và cùng để chăm sóc cùng gia đình và vợ con. Từ nhỏ được tiếp xúc với nghề mộc qua người cha của mình nên Toàn rất thích và sớm gắn bó với công việc này. Học xong cấp 3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Lê Văn Toàn quyết định ở nhà phụ giúp bố làm ở xưởng mộc của gia đình, vừa để học nghề vừa phát triển kinh tế gia đình. Với bản tính cần cù, chịu khó và đôi bàn tay khéo léo, nên Toàn thường được bố giao, vẽ và làm các chi tiết hoa văn. Vì thế, tay nghề của anh ngày càng nâng lên. Năm 2016, anh Toàn được bố giao cho tiếp quản toàn bộ cơ ngơi xưởng mộc rộng trên 200m² của gia đình. Ban đầu quy mô xưởng nhỏ, vốn ít, chưa có điều kiện đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, nên sản phẩm Toàn làm ra chủ yếu dựa trên đơn đặt hàng của anh em họ hàng và một số người dân lân cận trong vùng. Nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự nỗ lực của bản thân, chịu khó tìm tòi, sáng tạo, anh đã vượt qua khó khăn. Sản phẩm mộc của anh ngày càng có tiếng và được nhiều khách hàng ưa chuộng, lựa chọn. Mấy năm gần đây, Toàn được Đoàn Thanh niên thị trấn Xuân An khâu nối hỗ trợ cho vay nguồn vốn của đoàn với số tiền 50 triệu đồng. Cùng với đó, anh quyết định tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp huyện, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại. Với bàn tay tài hoa của người thợ giỏi, mỗi tháng cơ sở sản xuất của Toàn làm ra hàng chục sản phẩm như bàn, ghế, giường, tủ và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Sản phẩm gỗ từ cơ sở của anh ngày càng đáp ứng được nhu cầu thị trường. Do vậy, không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn trong thị trấn, nhiều cơ sở kinh doanh đồ gỗ ở trong huyện và các vùng phụ cận đã tìm đến cơ sở của Toàn bởi sản phẩm chất lượng và mẫu mã đa dạng. Mặc dù mô hình kinh tế của thanh niên chưa được nhiều lắm, nhưng mà rõ ràng đã đặt ra những cái cơ sở, cái động lực cũng như là cái sự thu hút đối với thanh niên ở trên địa bàn toàn huyện trong cái việc mà tham gia phát triển kinh tế địa phương. Và cái kế hoạch sắp tới của Ban Thường vụ Đoàn trên cơ sở nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng nhu cầu chính đáng của thanh niên ở trên địa bàn toàn huyện và đồng thời tiếp cận cả cái chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho thanh niên và đặc biệt là chúng tôi có sự phối hợp với Ngân hàng Chính sách cũng như là tiếp cận cả cái hướng dẫn về cái việc mà hỗ trợ nguồn vốn vay của Trung ương Đoàn cho thanh niên trong phát triển các mô hình kinh tế. Hơn 6 năm làm thợ mộc, anh Lê Văn Toàn càng ngày càng tự tin với tay nghề của mình. Nhờ sự đầu tư đúng hướng và chăm chỉ làm ăn, đến nay xưởng sản xuất đồ mộc của anh đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho 4 đến 5 lao động ở địa phương, có thu nhập bình quân 6 đến 7 triệu đồng mỗi người một tháng. Nhờ xưởng sản xuất, Toàn đã có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Toàn còn là một người chồng, người cha mẫu mực, luôn thương yêu và chăm sóc vợ con. Hàng ngày, mặc dù công việc ở xưởng mộc khá bận rộn, nhưng anh vẫn dành một quỹ thời gian riêng để chăm sóc con cái. Trong thời gian tới, tôi muốn mở rộng cơ sở sản xuất của mình để tăng thêm thu nhập của bản thân và gia đình, vì để tạo thêm việc làm cho các bạn đoàn viên thanh niên địa phương của tôi. Tôi rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các anh chị trong tổ chức đoàn, chính quyền địa phương, ngân hàng tạo điều kiện cho tôi tiếp cận các nguồn vốn. Với tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, thanh niên Lê Văn Toàn đã biết vươn lên làm kinh tế giỏi, lại phát huy được nghề truyền thống của gia đình,
đồng thời tạo việc làm cho người dân ở nông thôn. Có thể nói, Toàn là điển hình để khuyến khích thanh niên nông thôn khởi nghiệp, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.